Dạ xin chào. Dạ chào bác sĩ. Dạ. Cô Trang hay không biết là hôm nay đó mình qua mình mong muốn đó, mình cải thiện cái gì trên da của mình ha? Dạ thì cũng nghe bạn bè giới thiệu là anh trong bệnh Linh đó thì Dạ. cũng có điều trị về nám, tàn nhang, những cái nếp nhăn gì đó. Thì hôm nay mình chỉ có nhu cầu là trị cái nám của chị. Không biết là mình đến những cái chương trình như vậy là điều trị bao lâu, bao nhiêu buổi, thì điều trị phương pháp nào, có ảnh hưởng gì đến cái da của mình hay không? Dạ. Thì trước tiên đó, để trả lời những câu hỏi đó của chị Trang đó, thì bác sĩ sẽ soi da, sau đó mình sẽ cần một vài thông tin nữa ha. Dạ. Rồi mình nhìn trên cái hình này nha, chị Trang. Một á là hiện tại trên cái phân tầng ánh sáng nó tăng cường đó, mình thấy chị Trang bị nám ở hai cái gò má đối xứng nhỉ. Cái này có những cái nốt nốt đốm đốm á, mình gọi là nám đốm. Cái này trong y văn á gọi là hoary nevus. Và điều trị cái đấy thì khả năng tái lại ít. Nghĩa là khi mà mình đã trị thành công rồi á thì mình sẽ giữ được nó lâu dài, không có sợ tái lại nhiều lắm. Chị thì hơi lâu nhưng mà chị rồi á thì được lâu. Còn đây là mình soi ở dưới tia UV ấy, y chang như nó mô phỏng cái mặt trời đó, để mình nhìn xem ngoài những cái đó còn cái chỗ nào khác không. Thì mình sẽ thấy ở đây những cái chỗ mờ 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 này, này cực kỳ nhiều khắp mặt luôn, chứ không có chỉ còn những cái đốm đó. Đã. Rồi ngoài ra đó là mình sẽ còn soi ở dưới ánh sáng màu đỏ để mình xem chị Trang trước giờ có bị giãn mao mạch hay không, tức là mặt mình có bị màu hay không đó. Dạ, nếu như mà một người mà cái mạch máu càng mỏng nổi lên trên bề mặt da đó, mình chỉ càng lâu nghĩa là da không có khỏe, không có khỏe thì chị sẽ lâu hơn. Thì đối với cái việc điều trị nám ở đây đó, bác sĩ đang dùng đa phương pháp nhưng chủ yếu là xài bằng laser 1064 cộng với rất là nhiều thứ nữa nhỉ, có cả laser này, có cả một số cái loại thuốc mà mình cấy cộng với cho kem thoa nữa hả. Thì mình làm nhiều phương pháp biết làm sao đạt cái kết quả, cái kỳ vọng da của chị sẽ trở về bình thường chứ không phải mất nám nhỉ. Bác sĩ luôn kỳ vọng là cái vùng nám của chị đó nó sẽ trắng hoặc là quay trở lại y chang như những cái nền da bình thường. Đó mới là cái đích. Chứ còn chị Trang biết nếu như mình đặt cái kỳ vọng ngay ban đầu mà hết nám, có nghĩa là cái chỗ vùng da đó không còn màu ấy, thì chỗ trắng chỗ đen kỳ lắm, mình gọi là bạch biến hoặc mất màu. Là cái đó không có đẹp. Và cái liệu pháp mình đưa ra ở đây á, trung bình đối với tất cả mọi người điều trị cái này này cỡ từ 15 đến 20 buổi đấy chị Trang à. Vâng. Thời gian là bao lâu? Dạ 15 đến 20 buổi cách nhau á, cứ một tuần một lần. Dạ một tuần một lần. Mỗi một buổi nó sẽ cách nhau ít nhất một tuần lận á. Nên chị sẽ phải sắp xếp cái quãng thời gian để mình ở lại Sài Gòn để đủ cái quãng thời gian trị liệu ha. Ví dụ như trong cái cỡ 20 buổi đó thì có thể 10 buổi mình đã đẹp mất tiêu rồi, nhưng mà mình sẽ phải duy trì 10 buổi tiếp theo để mà mình giãn liều laser. Y chang như một cái toa đó, bác sĩ kê cho chị 7 ngày thuốc và trong 4 ngày đầu tiên đó chị đã khỏi bệnh rồi, nhưng mà 3 ngày sau á mình sẽ ráng mình xài tiếp thì sao cho nó khỏi hoàn toàn rất điểm đi ha. Nám y chang vậy à, thì mình sẽ cố gắng á, mình tấn công cho chị trong 10 buổi điều trị này, sau đó 10 buổi còn lại đó chị Trang sẽ giãn liều dần dần để mà mình không có nguy cơ dội ngược, tức là mình ngừng đột ngột đó. Mục tiêu của điều trị nám là làm yếu đi cái chỗ mà sản sinh ra cái màu da của mình á, nó quay trở lại bình thường, huấn luyện đó. Dạ. Giả sử như hồi xưa da của chị Trang không có bị nám là bởi vì nó cứ sinh đều ba chặn 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 trên bề mặt vậy nè, nhưng mà sau một khoảng thời gian nó bị rối loạn, nó sinh 30 và nó không có quay lại ba được nữa. Mục tiêu của mình là làm sao á để từ 30 nó chỉ sinh ra ba thôi. Thì lúc đó là mình sẽ đẹp. Điều trị gì rồi mình có nói khi mình đi ra ngoài nắng gió có bụi gì có ảnh hưởng dạ, không? Chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng mà bên cạnh đó mình còn sống với chị cho nên thành ra mình cũng bắt buộc phải đi ra. Nên bác sĩ sẽ thường kê toa theo gồm có một cái loại dưỡng ẩm đặc biệt nha, cộng với một cái loại kem chống nắng phổ rộng mà chỉ xài tại phòng khám thôi, cực kỳ mạnh luôn để mình có thể đi ra. Rồi mình có thể sẽ uống thêm một số cái loại thuốc để hỗ trợ nữa. Cái thuốc nó có ảnh hưởng gì vậy, gọi là cái tác dụng phụ? Tác dụng phụ đó hả? Cái thuốc này thì mục tiêu không phải là thuốc trị nám mà là cái thuốc để chống oxy hóa, nghĩa là làm cho chị Trang sẽ trẻ lâu dài hơn. Tác dụng phụ là sẽ trẻ lâu. Nghe nói chị cái gì nãy nói là chị cái laser cái gì? Laser. Có là bị phỏng hay bị đau gì không? Chẳng cái này thì chắc chắn sẽ phỏng, nếu như mà mình điều trị không có đúng thì nguy cơ phỏng cũng có. Chắc chắn chắc. Sợ. Dạ dạ sợ là cũng đúng rồi dạ. Nhưng mà hiện tại thì mình đã trị liệu với một cái cá thể hóa, nghĩa là những ngày đầu tiên đó mình sẽ dò liều đó chị. Nhưng mình không có trị ngay lập tức là vô đã trị liền không có. Những ngày đầu tiên mình sẽ dò liều để xem chị Trang đáp ứng với cái ngưỡng nào đó, rồi mình mới từ đó mình điều trị. Thì cái điều đó sẽ giảm cái nguy cơ mà chị không có bị phỏng, không bị gì hết. Dạ, cái da mình có dễ dễ bị diễm, có mình có làm gì nó ảnh hưởng gì không? Dạ, laser thì
1064 nữa của bên bác sĩ là một cái loại laser chọn lọc, nghĩa là nó chỉ chọn những cái gì màu đen để nó hủy đi thôi. Ừ. Thành ra da mình không có bị gì hết à. Như cái da của chị hơi nó mỏng hay là nó hơi mỏng. Cho nên là sợ mình làm không có ấy rồi nó sẽ phải xấu hơn. Dạ, còn cái nếp nhăn á, cái nếp nhăn á thì sẽ cấy cái hoạt chất để làm giảm cái cơ này này là đẹp nhất. Thì như là mình 20 buổi về khoảng bao nhiêu thời gian là bao nhiêu? 20 buổi là 20 tuần đó chị. 20 tuần. 20 tuần đó. 20 về chia cho 4 là cỡ 4 tháng hơn. Ừ. Dạ, 4 tháng hơn mà được đẹp nhé. Còn hơn mình cứ để vậy nhiều năm thì nó càng ngày càng dữ. Rồi, thì cái thời gian mình, cái chị không có thời gian ở đây nhiều thì có thể mình làm ngắn hơn được không? Được, có thể rút lại một vài buổi cũng được nữa. Rút lên mình nắng mình... 15 buổi gì đó. Uống từng, uống từng được không? Không, 4 tuần thì không có được. Uống từng thì không có kết quả không? Dạ đúng rồi. Phải đủ thời gian. Nếu làm như vậy thì cái da mình nó không bị sưng. Dạ đúng rồi, không có sưng, không có đau, không có gì hết á. Nó chỉ hơi hồng lên chút chút rồi mình đắp cái mặt nạ xong á, chị về nhà như bình thường vậy đó. Nó chỉ có cái nám nó mờ đi thôi. Mọi thứ trên bề mặt da. Bị đỏ, đó. Có đỏ da không? Thông thường là không có đỏ. Ừ, có đỏ da. Thì mình đi đây đó thì mình cái da mình bị ảnh hưởng gì, nói chung là mình không có tự tin để giao tiếp. Dạ dạ. Cho nên người... là mình phải hỏi kỹ để trước khi mình làm. Dạ dạ. Thì cũng nghe bạn bè cũng giới thiệu mình đó đến đó, thì bạn bè cũng đã làm rồi. Dạ dạ. Cho nên là mình cũng đến đây cũng tin tưởng, thì cũng hy vọng là Mạnh Linh để giúp cho mình đấy lấy lại cái danh sách. Dạ chị. Dạ. Cái đó được.